cũng được, mấy người cần được thay. Em đang dự định một người. Em không biết cái đó nhưng mà em cảm thấy là nó là nó giữ tâm lý cho em. Em thích gì nhất? Là sữa chân trâu. Nhưng mà chân trâu, chân trâu phải hơn nửa đi. Và thêm 4 phần chân trâu. Chỉ giống như bây giờ cho bạn chị tự chọn là khoai lang. Em thích từ nhỏ rồi nhưng mà lúc lớn thì mới bắt đầu ăn mỗi ngày. Ngon quá. Mỗi lần ăn là một cảm xúc rất là khác nhau. Mình đói quá thì ăn thì cảm thấy rất là xúc động. Còn mình đang vui mà ăn thì cảm thấy rất là vui. Tiết mục lần này sẽ là nỗi buồn u sầu của một cô gái ở 3 năm liên tục. Nhưng lại có kẻ hát một bài hát tình cảm chia tay. Thật ra chả có chia tay nhưng mà không biết sao em hát ra đúng cảm xúc đấy. Thật ra thì em cũng biết ăn cua. Thế mà làm rồi, thế lần trước cái năm 16 tuổi là có yêu rồi. Ui, chắc chắn là phải có rồi. Đấy. Anh chả có, học đường mà tớ thích cậu, anh không biết phải có thích cậu anh. Cậu không được.